Sang
Dạ thầy, Kinh Tâm Bảo đã xong rồi, chúng con xin kính thỉnh sư Tinh Tuệ tiếp nhất để giảng tiếp bài học cho chúng con. Dạ xin kính mời sư. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá.
Bây giờ hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp bài số số 6. Phần bài số 6, phần tiếp theo mà chúng ta học hôm nay đó là phần trước tiên chúng ta sẽ học về phần đàm thoại ha. Phần đàm thoại. Phần đàm thoại, sau đó chúng ta học tiếp phần thì còn lại. Giờ học phần đàm thoại trước. Xem phần đàm thoại trước đi. Nhưng bài số 6 này phần đàm thoại vì cách hỏi về nơi chốn. Bây giờ nghe đọc trước rồi sau đó chúng ta sẽ tập đọc về phần đàm thoại. Rồi một số từ vựng liên quan đến nơi chốn ha. Số từ vựng liên quan đến nơi chốn. Đây sẽ có chỉnh sửa một tí sau cái phần đàm thoại có trong sách. Rồi nghe đọc rồi sau đó tập đọc thêm. Phần đàm thoại này chủ yếu là để cho các Phật tử mình tập đọc. Ai còn đọc yếu quá thì cho mình tập đọc theo thôi. Xuất phăng phô na gác Xuất phăng phô tí sát Cát ma toàn chí ra giác Y đà na gá tổ xí Cát ma toàn chí ra giác Y thà na gá tổ xí Y đà ni toàn cách thác quá xa xí A hằng hồ chí minh na mát nát gà rê quá xa mi A hằng hồ chí minh na mát nát gà rê quá xa mi Ở đây nếu mình không xài cái thành phố, nếu mình xài thành phố thì mình xài chữ Nagare. Còn thí dụ nếu mình xài quốc gia, thí dụ mình nói là A Hăng Việt Nam thì nói là chữ Rất Thê. A Hăng Việt Nam Rất Thê Wasami, hoặc là A Hăng Canada Rất Thê Wasami, A Hăng Mỹ Rất Thê Wasami. Nếu mình xài chữ quốc gia thì mình xài chữ Rất Thê. Còn nếu mình xài chữ thành phố thì mình xài Nakare. Hai chữ đó mình có thể thay thế cho nhau. Supangpo Naga Supangpo Tisa Kasma Tuang Chiraya Itana Gato Si Idani Tuang Katha Wasasi Ahang Ho Chi Minh Nama Nakare Wasami. Rồi nghe đọc lại lần nữa. Supangpo Naga Supang phô tí sát Kasma toàn chí ra giác Y thà na gá tổ xí Kasma toàn chí ra giác Y thà na gá tổ xí Kasma toàn chí ra giác Y thà na gá tổ xí Y đà ni toàn cách thác quá xa xí Y đà ni toàn cách thác quá xa xí Y đà ni toàn cách thác quá xa xí A hằng Hồ Chí Minh Na Mã Na Gà Rê Quá Xa Mí A hằng Hồ Chí Minh Nam Mát Nakare Wasami. Rồi nghe đọc lại lần nữa ha. Supang Pho Nam Mát Supang Pho Tí Sát Kasma Toàn Chí Rai Yá Y Tha Na Gá Tổ Sí Y Đà Ni Toàn Cách Thá Wasasi A hằng Hồ Chí Minh Nam Mát Nakare Wasami. Rồi bây giờ chúng ta giơ tay lên để đọc ha. Giơ tay lên để tập đọc. Cái chỗ ở dưới này, cái câu dưới trả lời mình ở đâu đó thì mình có thể thay đổi ha. Thì theo mình muốn thay đổi, mình ở đâu đó mình thay đổi. Có thể thay đổi theo địa phương của mình, nơi mình đang ở. Nếu thay đổi theo quốc gia thì xài chữ Rất Thê. Thay đổi thành phố thì thầy xài chữ Nakare. Thì theo mình muốn thay đổi. Anh Gác Khánh có trên lớp học hay không ạ? Anh Gác Khánh có trên lớp học không? Dạ thưa sư, Khánh đi làm chưa về sư ơi. Vậy mời cô Phước Duyên hỗ trợ cho sư, mời các tử đọc giùm sư nha. Dạ được sư. Dạ. Rồi mời các tử mình giơ tay lên, rồi mời cô Phước Duyên mời lớp đọc cho giúp sư. Dạ mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ thưa bạch sư, con xin đọc ạ. Sư Phan Phô Na Gá Sư phăng phô tít xá
Kasma Tăng Chitraja Idanagatosi Ithanagatosi Ithanagatosi Kasma Tăng Chiraya Ithanagatosi Idani Tăng Katha Waksasi Ahang Hồ Chí Minh Nama Nagare. Dạ con xin hết ạ. Nagare Wasami. Dạ Nagare Wasami. Ahang Hồ Chí Minh Nama Nagare Wasami. Dạ con xin hết ạ. Rồi. Dạ xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ con kính hãnh lễ sư, bạch sư con được đọc ạ. Suphang Phu Naga Suphang Phu Tisa Kasma Toàn Chiraya Ithang Naga Tosi Idani Toàn Katha Wasasi Katha Wasasi Katha Wasasi Ahang Hồ Chí Minh Nama Nagare Wasami. Dạ bạch sư con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Su phang pho naga Su phang pho tisa Kasma toan Chiraya Ittha nagato chi Idani toan Katha wasati Wasati Wasasi xin lỗi Ahang Hồ Chí Minh Nama Nagare Wasami. 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 Dạ con xin hết. Rồi. Dạ xin mời Phật tử Thanh Hoàng. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Cho Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư và con xin đọc ạ. Su phang pho naga, su phang pho tisa. Kasma toang chi raja Y thằng Nagato si Y thằng Y đàn Đi toàn cát tha Qua xa si A hằng Hồ Chí Minh Nama Nagare Nagare Qua xa mi. Dạ con xin hết ạ. Dạ. Mời cô tu nữ tắm biểu hiện. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Suphang pho naga Suphang pho tisa Kasma tang Chiraya Ithana Gato si Idani tang Katha Wasasi Ahang Việt Nam Nama Rathe Wasami. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Phương Ti. Dạ con xin đọc Sức bành hồ nát á Sức bành hồ tít xác Khasma tờ quán Sì ra giác Ít thà ra gác tù xí Y đa ni tờ quán Khắc thác vác xa xí Á hàm Bảo lộc Nam măng gác thê vác xa mi. Dạ con xin hết. Dạ xin mời cô tôi lại gì đó. Dạ bảo lộc là gì? Con chỉ nhớ nó đọc bảo lộc là như là Đà Lạt mà con cứ nhớ từ bảo lộc. Bảo lộc bảo lộc ở Lâm Đồng á sư. Ở Lâm Đồng bảo lộc là gì, nó là gì, cái đó là nó là thì tính là gì, nó bây giờ nó lên thành phố rồi đó sư. Thành phố ha, thành phố là Nagare ha, nếu mà thành phố là Nagare. À, à thành phố là Nagare hả? Dạ. Dạ hiểu không? Dạ. Sư con xin đọc coi. Suphang pho naga Suphang pho tisa Kasma toan Chiraya ithana gato si Idani toan Katha wasasi Ahang Mỹ Tho Nama Nagare wasami. Rồi, đúng. Đó mình thay đổi gì đó cũng hay, thay đổi địa phương của mình vô. Dạ xin mời Phật tử Hương Nguyễn.
Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Xuất phẩm phô na na ga xuất phẩm phô tít xá cát ma toàn si ra giá y hành na y hành na y tha y tha y tha na ga tô si y đà ni toàn cát tha và sa si a hầm Hồ Chí Minh nam á na ga re wasami. Dạ con xin hết ạ. Dạ. Xin mời Phật tử Phi Sương ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Sức phang phô na ga, sức phang phô tít xá, ca ma toàn chi ra chá, y thà na ga, y thà na ga tô xí, y đà ni toàn ca thá, quá xá xí, A hàng Hồ Chí Minh Naga Nama Nagare Wasa Wasami. Dạ. Con xin hết. Xin mời Phật tử Thanh Trà. Đani quang cát tha wasasi a hằng đà nẵng nam á nagare wasami. Rồi tao sao hôm nay tử hình trà đọc nghe nghe nhỏ xíu ạ. Con thì con chỉ ra cái âm thanh ạ. Rồi xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Sức băng bồ naga sức bằng bồ tí xá cát ma toàn xí ra giá y hàng a gá tổ xí y thà na gá tổ xí y thà na gá tổ xí y đà ni toàn cát thá và xá xí a hàng Hồ Chí Minh na má na gà rê và xà mi. Dạ thầy sư con xin hết. Rồi. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Xúc phần phù nà gà xúc phần phù tí xa cát mà toàn chí ra gà y thà nà gà tô xí y đà ni toàn cát thà vã xa xí a hằng Quảng Bình nà mạ nà gà rê vã xà mi. Con xin hiểu dạ. Rồi. Xin mời Phật tử Thăng Lý Cá Liễu. Thưa sư con xin đọc ạ. Túc phẳng phổ là gã túc phẳng phổ tít tạ cắt mà toàn y già rã y thần à gã tổ xị y già lý toàn cắt à quá xa xị a hằng à lội là má nã gã tề quá tà mỹ. Dạ con xin hết ạ. Rồi. Xin mời Phật tử Phạm Thịnh Hảo. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Xúc phăng phô nà gà xúc phăng phô chít xa cắt ma phăng chi ra ra y thà nà gà tô si y đà ni phăng cắt thà quá xa si a hằng Hồ Chí Minh nà ma là lá gá rề quá xa mỹ. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Rồi Phật tử mang cái lá nam đi. Dạ thưa sư con xin đọc. Su bắp bạc su bằng hồ na gá su bằng hồ tí xa ca mà toàn chi ra giá ki thà a gá tô si y đà ni toàn ca tha quá sa ti quá sa si a hằng Hồ Chí Minh nà ma na ra về quá sa ni. Dạ thưa sư hết. Xin mời Phật tử Lăng Lê ạ. Dạ thưa sư thưa sư thưa sư dạ thưa sư con xin đọc. Sư Pang Pang Na Ga
Supambo Tisa Kasma Tang Jiraya Itana Gatosi Idani Tang Kata Wasasi Ahang Ho Chi Minh Nama Nagare Wasami. Dạ con xin hát. Rồi. Xin mời Phật tử Hùng Điệp. Thưa sư con xin đọc ạ. Dạ. Supang pho naga, supang pho tisa. Kama toang chiraya i hanaga tusi. I dani toang katha wa sasi. Ahang Hồ Chí Minh Nama Nagare Wasami. Dạ thưa sư con hết ạ. Dạ bà sư, dạ con xin đọc ạ. Supang ho naga, supang ho tisa, kasma thong sigaya, etan nago tosi. Ít đà ni thầm cát tha quả sa si a hằng Hồ Chí Minh Nama Nagare Wasami. Dạ thưa con xin hết ạ. Rồi. Dạ đã hết rồi sư. Rồi cảm ơn. Các Phật tử để ý, Phật tử nào còn đọc yếu yếu nó để ý xem người ta đọc ha, nghe người ta đọc chỉ khó ngồi nghe, vừa ngồi nghe vừa xem chữ để mình đọc cho đúng. Chứ mình đã học hôm nay là đã học tới bài thứ 6 rồi mà còn đọc chưa được là còn yếu lắm. Mà học ở trên đây là sư tập trung đọc cho đọc rất là nhiều. Mà tới nay mình đọc chưa được là còn yếu dữ lắm đó. Cố gắng đọc cho được ha. Supang pho naga, supang pho tisa, kasma tuang chiraya ithana gato si, kasma tuang chiraya ithana gato si. Idani tuang katha wasasi. Idani tuang katha wasasi. Ahang Hồ Chí Minh Nama Nagare Wasami. Rồi bây giờ chúng ta trở lại phần đọc một số danh từ, một số danh từ chỉ nghề nghiệp ha, một số danh từ chỉ nơi chốn nhé, xin lỗi, danh từ chỉ nơi chốn tiêu biểu thôi chứ không có nhiều ha. Ở đây mình có một số danh từ chỉ nơi chốn. Giờ sư đọc trước rồi sau đó mời lớp đọc ha. Mỗi người đọc một dòng. Ở đây mình có ba dòng ha, mình có ba dòng. Aramo. Aramo là chùa, ở đây người ta chia cho mình sẵn ha. Aramo là danh từ nam tánh, cái nào có chữ ô là danh từ nam tánh, cái nào có chữ ăn là danh từ trung tính, cái nào có chữ a ở phía cuối là danh từ nữ tính. Ở đây người ta chia sẵn cho mình để mai mốt mình xài luôn ha, để mình biết cái nào nam tính, nữ tính, trung tính, mai mốt mình học xong mình xài luôn. Yeah. Aramo, Aramo Viharo, Viharo, Asamo, Asamo, Padiso, Padiso, Dewa Yatanang, Dewa Yatanang, Aruya Sala, Aruya Sala, Apana, Apana, xin lỗi, Apanang. A pát năng, A pát năng, ni ga mô, ni ga mô, na ga răng, na ga răng, na ga răng, chana pa đồ, chana pa đồ, purathima pa đề sô, purathima pa đề sô, Purathima Padeso, Pachima Padeso, Pachima Padeso, Pachima Padeso. Rồi nghe lại lần nữa ha. Aramo,
aramo viharo viharo asamo padeso padeso dewayatanang arugyasala apanang nigamo nagarang chanapado uratima padeso pachima padeso rồi lần nữa ha aramo biharo asamo padeso dewayatanang arugyasala apanang nigamo nagarang chanapado uratima padeso pachima padeso. Rồi bây giờ ai đọc được giơ tay lên, mỗi một người đọc một ô ha, nhưng ba ô này thì ba người đọc, đọc từ trên xuống giống như sư đọc lúc nãy. Rồi cô Phước Duyên mời lớp đọc giúp xin. Xin mời Phật tử Phi Sương ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Đọc luôn phần tiếng Việt ha. Dạ. Aramo chùa, quý ha rô và tỉnh xá, Asamo là tỉnh thất, Ba Đề Sô là tỉnh. Dạ thưa sư, con xin hết. Thì xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Đề Qua Giá Ta Năng là nhà thờ, Aroi Giá Sa La là bệnh viện, Apanang là chợ, Nigamo là huyện. Dạ con xin hết ạ. Dạ. Xin mời Phật tử Huyền. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Nagarang thành phố, Yanapado miền quê, Puratima Padeso miền đông, Pachima Padeso miền tây. Con xin hiểu dạ. Xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Aramo là chùa, Viharo tỉnh xá, Asamo là tỉnh thất, Padeso là tỉnh. Dạ thưa sư, con xin hết. Rồi. Xin mời sư cô tắm biểu hiện. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Đề Và Giá Tá Năng là nhà thờ, Aron Giá Sa La là bệnh viện, A Bá Năng là chợ, Ní Giá Mô là huyện. Dạ con xin hết ạ. Mời Phật tử Kim Cúc. Dạ thưa sư, con xin đọc. Giá Mô thành phố, Chá Ná Pa Đô là miền quê, Buratima Padeso là miền đông, Pachima Padeso là miền tây. Phật tử Phương Ti. Pachima Padeso. Dạ con xin đọc. Aramo chùa, Viharo tỉnh xá, Asamo tỉnh thất, Padeso là tỉnh. Dạ con xin hết. Rồi. Dạ xin mời Phật tử Song Tiên phát thuyết. Dạ xin mời Phật tử Thanh Cá Liễu đọc bài. Dạ sư, con xin đọc ạ. Đề Hòa Gia Tá Lăng là nhà thờ, Aro Gia Tà là bệnh viện, À Ba Lăng chợ, Ni Ga Mô huyện. Dạ con xin hết ạ. Rồi. Xin
mời Phật tử Thanh Hoàng. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Nagarang thành phố, Chanapado miền quê, Purathimapadeso miền đông, Pachimapadeso miền tây. Dạ con xin hết ạ. Rồi tao. Xin mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ con xin đọc ạ. Aramo là chùa, Quý Hà Rô tịnh xá, Asamo tịnh thất, Pas Đề Sô là tỉnh, con xin hết. Mời Mangala Nandi. Dạ thưa sư, con xin đọc. Deva Giá Tá Năng là nhà thờ, Aroya Sala là bệnh viện, Aba Năng là chợ, Ní Gá Mô là huyện. Dạ thương sư, thư xin hết. Rồi tốt. Và Phật tử Thanh Trà. Thư sư con xin đọc ạ. Naga Rằng thành phố, Chanapado miền quê, Pukratimapadeso miền đông, Pachimapadeso miền tây. Thư sư con xin hiểu. Tổ. Xin mời Phật tử Hương Nguyễn. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Aramo chùa, Viharo tịnh xá, Asamo tịnh thất, Padeso là tỉnh. Dạ con xin hết. Rồi. Xin mời Phật tử Sa Nguyễn. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Nagarang là thành phố, Chanapado là miền quê, Purathimapadeso là miền đông, Pachimapadeso là miền tây. Dạ con xin hết ạ. Dạ. Xin mời Phật tử Trần Văn Điền ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Aramo là chùa, Viharo là tỉnh xá, Asamo là tỉnh thất, Padeso là tỉnh. Dạ con xin hết ạ. Dạ. Xin mời Phật tử Trần Đá Nguyệt. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Dewa Yata Nang là nhà thờ, Aro Giá Sala bệnh viện, A Ba Nang là chợ, Nigamo là huyện. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Rồi. Xin mời Phật tử Mai Châu ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Naragan thành phố, Chanapado miền quê, Purathimapadeso miền đông, Pachimapadeso miền tây. Con xin hết. Dạ. Xin mời Phật tử Phùng Điệp. Thưa sư con xin đọc ạ. Aramo là chùa, Quý Hà Rô là tỉnh xá, Asamo là tỉnh thất, Bá Đê Sô và tỉnh. Dạ thưa sư con hết ạ. Rồi. Mời Phật tử Phạm Tịnh Hảo. Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Đê Qua Giá Tân Năng nhà thờ, Aroja Sala bệnh viện, A Tân Năng chợ, Ligamo huyện. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Rồi. Mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Nagarang là thành phố, Na Chanapado miền quê, Purathimapadeso là miền đông, Pachimapadeso là miền tây. Dạ. Dạ thưa sư đã hết rồi. Dạ. Rồi chúng ta nghe đọc lại ha. Aramo, Viharo, Asamo, Padeso, Dewayatanang, Aruyasala, Apanang, Nigamo, Nagarang, Chanapado, Purathimapadeso, Pachimapadeso,
ơi lần nữa. Aramo Viharo Asamo Padiso Dewayatanang Arugyasala Apanang Nigamo Nagarang Chanapado Poratimade Poratimapadeso Pachimapadeso. Rồi, đó là phần đọc ngữ vựng. Như vậy chúng ta phải học còn phần một phần văn phạm nhỏ, chúng ta đọc học cho hết thôi. Phần văn phạm nhỏ với một bản chia. Phần văn phạm nhỏ của thầy hiện tại. Tức là cách sử dụng của thầy hiện tại. Mình có 3 bài nói về cách sử dụng của thầy hiện tại. Ở bài đầu tiên đó, mình nói về thầy hiện tại, nói về một hành động đang xảy ra. Thí dụ như là tôi đang học chữ Bali, tôi đang đi chùa, tôi đang đi chợ, tôi đang tắm, tôi đang ăn cơm gì đó, tôi đang cái gì đó. Thì đó là thầy hiện tại nói về hành động đang xảy ra. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai thì nói về hành động thường xuyên xảy ra. Thí dụ là nói về tôi thường xuyên đi chùa, tôi thường xuyên học chữ Bali, tôi thường đi đến bãi biển, tôi thường ăn cơm buổi sáng, tôi thường uống nước vào buổi tôi thường uống nước nhiều vào buổi trưa, thí dụ vậy. Thì đó hành động xảy ra thường xuyên. Hôm nay thì chúng ta học thêm một trường hợp nữa của thầy hiện tại. Đó là nói về một sự thật hiển nhiên. Sự thật hiển nhiên. Thầy hiện tại nói về sự thật hiển nhiên. Thí dụ ở đây người ta cho một câu thí dụ, nó là Sangatathamma Anicca Hoti. Các pháp hữu vi là vô thường. Các pháp hữu vi là vô thường, là nói về sự thật hiển nhiên. Tức là hãy nói đến các pháp hữu vi thì nó là vô thường, nó luôn luôn là vậy, nó luôn luôn có sự thay đổi. Hoặc là ở đây, hoặc là ở câu 2, người ta nói sô cô tanh hai giá cha giá tí ái. Sự sầu muộn sinh ra từ ái, tức là do ái đó mà nó sinh ra sự sầu muộn. Nếu mà không có ái thì không có sinh ra sự sầu muộn. Thì đây là một sự thật hiển nhiên, một sự thật hiển nhiên mà nó không thể thay đổi. Hãy có cái này là nó có cái kia. Hoặc mình còn có sự thật hiển nhiên theo cái chế định nữa, giống mặt trời mọc từ hướng đông chẳng hạn. Thì đây là những câu mà nói về sự thật hiển nhiên mà người ta viết ở thì hiện tại. Nhiều câu nói về sự thật hiển nhiên ở trong kinh, thí dụ như là tâm sân là trạng thái tâm khó chịu, tâm tham là trạng thái tâm dính mắc, tâm si là trạng thái tâm lờ mờ đối với cảnh chẳng hạn. Ở trong pháp thì rất là nhiều những câu được nói về sự thật hiển nhiên. Tâm từ là trạng thái tâm mát mẻ. Đó là những câu mà nói về trạng thái, nói về sự thật hiển nhiên. Thì đây là trường hợp thứ ba mà nói về thì hiện tại. Như vậy chúng ta gom lại hôm nay đó, nói về thì hiện tại thì chúng ta có 3 trường hợp. Thứ nhất là thì hiện tại sử dụng ở trong trường hợp đó là nói về một hành động đang xảy ra. Thứ hai thì hiện tại nói về hành động xảy ra thường xuyên, một hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần. Thứ ba đó là thì hiện tại nói về một sự thật hiển nhiên. Như vậy thì hiện tại được sử dụng trong 3 trường hợp ở trong tiếng Mali. Nó gần gần giống như là trong tiếng Anh mà mình thường gặp nữa. Rồi ở trong bài học này thì cái đó mình có cần ghi chú thì mình ghi chú lại. Trong bài học này thì mình hôm trước có giới thiệu cho chúng ta, đó là mình có 4 dạng động từ.
bốn dạng động từ đó là dạng động từ bằng bằng á tí giống như là bách tí, dạng e tí giống như là dc tí, rồi dạng a tí giống như là dạng cha na tí, thì ba bảng đó mình học rồi. Ở trong bài này thì mình không có dạng ô tí, nhưng mà mình học thêm dạng ô tí để mình có đủ bốn dạng động từ rồi kết thúc cho thầy hiện tại để mình học sang phần mới. Cho nên dạng cái bảng ô tí này là cái bảng học thêm, cái bảng thêm chứ không có ở trong bài học. Bây giờ chúng ta học thêm cái bảng ô tí của động từ caro tí, giống như động từ caro tí ở đây. Bây giờ chúng ta nghe tập chia rồi sau đó mình tập chia giống như các bạn trước ha. Ở đây thì người ta cũng biết là ngôi sơ, ngôi trung, ngôi thượng, nhưng mà mình chia giống như mọi khi mình chia ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba, chia từ dưới lên. Ngôi thứ nhất số ít a hằng caro mí, số nhiều mấy văn caro má. Ngôi thứ hai số ít văn caro xí tôm hề, số nhiều tôm hề caro tháng. Ngôi thứ ba số ít toàn caro tí, số nhiều tê caro tí. Thì ở đây là bảng chia rồi đầy đủ. Bây giờ mình tập chia cái bảng chia tóm tắt đi cho nó quen ha. Thì muốn chia được cái động từ caro tí như vậy thì mình nhớ là mình phải bỏ chữ ô tí này ra, rồi mình ghép với cái đuôi cái bảng ở phía dưới ghép cái đuôi cái bảng phía dưới. Thì mình lấy chữ cara này, lấy chữ cái rá này ghép với cái đuôi cái bảng phía dưới này. Thì tương tự sau này mình gặp các động từ nào mà nó tận cùng bằng ô thì mình ghép với cái bảng này, mình cứ bỏ ô tí ra ghép với cái bảng này thôi. Ví dụ như trường hợp này, ngôi thứ nhất số ít, mình chỉ cần ghép lại ahang caro mi, số nhiều mấy chăng caro má. Ngôi thứ hai số ít toan caro si, số nhiều tôm hê caro tháng. Ngôi thứ ba sữa toàn caro tí, số nhiều tê caro tí. Rồi lần nữa, ngôi thứ nhất số ít so caro mi, số nhiều. Ngôi thứ nhất số ít a hăng caro mi, ngôi thứ hai số nhiều mấy dăng caro má. Ngôi thứ hai số ít toàn caro si, số nhiều tôm hê caro tháng. Ngôi thứ ba số ít so caro tí, số nhiều tê caro tí. Rồi lần nữa ha, lần nữa rồi chúng ta tập chia. Ngôi thứ nhất số ít a hằng caro mi, số nhiều mấy dăng caro má. Ngôi thứ hai số ít toàn caro si, số nhiều tôm hê caro tháng. Ngôi thứ ba số ít so caro tí, số nhiều tê caro tí. Rồi bây giờ ai chia được tập giơ tay lên để chúng ta tập chia. Rồi, các tử chia bản chia này xin. Dạ, xin mời Phật tử Trần Văn Điền. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Rồi. Dạ, ngôi thứ nhất số ít a hằng cà rô mí, số nhiều má giang cà rô má. Ngôi thứ hai số ít văn cà rô xí, số nhiều tung hê cà rô thá. Ngôi thứ ba số ít số cà rô tí, số nhiều tê cà rô tí. Dạ xin hết nha. Rồi tốt. Xin mời Phật tử mang cái lá ngành đi. Dạ thưa sư, con xin đọc. Ngôi thứ nhất số ít a hằng cà rô mí, số nhiều má giang cà rô má. Ngôi thứ hai số ít bằng cà rô xí, số nhiều tùm hề cà rô thá. Ngôi thứ ba số ít số cá rô tí, số nhiều tê cá rô tí. Dạ thưa sư, cô xin hết. Giỏi, trời ơi giỏi quá. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Ngôi thứ nhất số ít á hằng cá rô mí, số nhiều má văn cá rô má. Ngôi thứ hai số ít toàn cá rô xí, số nhiều tôm hê cá rô thá. Ngôi thứ ba số ít xô cá rô tí, số nhiều tê cá rô tí. Con xin hết ạ. Rồi tốt. Mời Phật tử Kim Cúc ạ.
Dạ thưa sư, con xin chia động từ cá rô tí thì hiện tại. Ngôi thứ nhất, số ít, á hăng, cá rô mí. Số nhiều, má giăng, cá rô má. Ngôi thứ hai, số ít, toàn, cá rô xí. Số nhiều, tâm hê, cá rô thá. Ngôi thứ ba, số ít, xô, cá rô tí. Số nhiều, tê, cá rô tí. Thưa sư, xin hết. Rồi, đó. Mời Phật tử Thanh Hoàng. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Ngôi thứ nhất, con chia. Ngôi thứ nhất, á hăng cá rô tí. Cá á hăng cá rô, cá rô mí. Ngôi số, ngôi thứ nhất số nhiều, má chăng cá rô má. Ngôi thứ hai, số ít, toang cá rô xí. Ngôi thứ hai, số nhiều, tôm hê cá rô thá. Ngôi thứ ba, xô cá rô tí. Và số nhiều là tê cá rô tí. Cá rô tí ạ. Dạ con xin hết ạ. Rồi. Mời Phật tử Thi Sương. Dạ Thi Sương, con xin đọc. Chị xin chia động từ cá rô tí thì hiện tại. Ngôi thứ nhất, số ít, á hăng cá rô mí. Số nhiều, má giăng cá rô má. Ngôi thứ hai, số ít, toàn cá rô xí. Số nhiều, tùm hê cá rô thá. Ngôi thứ ba, số ít, xô cá rô tí. Số nhiều, tê cá ròn tí. Dạ thưa sư, con xin hết. Rồi. Mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ thưa sư, con xin chia bản động từ cá rô tí thì hiện tại. Ngôi thứ nhất, số ít, á hăng cá rô mí. Số nhiều, má giăng cá rô má. Ngôi thứ hai, số ít, toan cá rô xí. Số nhiều, tôm hê cá rô thá. Ngôi thứ ba, số ít, xô cá rô tí. Số nhiều, tê cá rô tí. Dạ bạch sư hết ạ. Rồi. Xin mời Phật tử Tham Ý Cá Liễu. Dạ, con sư sư, con xin chia động từ cá rô tí thì hiện tại ạ. Ngôi thứ nhất, số ít, á hăng cá rô mỹ. Số nhiều, má răm cá rô má. Ngôi thứ hai, số ít, toàn cá rô xí. Số nhiều, tùm hê cá rô thá. Ngôi thứ ba, số ít, tô cá rô tí. Số nhiều, tê cá rô tí. Dạ con xin hết ạ. Rồi đó. Xin mời sư cô tắm biểu hiện. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Ngôi thứ nhất, số ít, á hăng cá rô mí. Số nhiều là má giăng cá rô má. Ngôi thứ hai, số ít là toàn cá rô xí. Số nhiều là tùm hê cá rô thá. Ngôi thứ ba, số ít là xô cá rô tí. Số nhiều là tê cá ron tí. Dạ con xin hết ạ. Rồi. Xin mời Phật tử Thanh Trà. Thưa sư, con xin chia đồng tư cá rô tí ạ. Ngôi thứ nhất, số ít, á hăng cá rô mi. Số nhiều, má giăng cá rô má. Ngôi thứ hai, số ít, toàn cá rô xí. Số nhiều, tôm hê cá rô thá. Ngôi thứ ba, số ít, xô cá rô tí. Số nhiều, tê cá rô tí. Thưa sư, con xin hiểu ạ. Mời cô tu nữ Diệu Bảo. Dạ, con xin đọc mà bản chia động từ cá rô tí thì hiện tại. Ngôi thứ nhất, số ít, á hăng cá rô mí. Số nhiều, má giăng cá rô má. Ngôi thứ hai, số ít, toàn cá rô xí. Số nhiều, tôm hê cá rô thá. Ngôi thứ ba, số ít, xô cá rô tí. Số nhiều, tê cá ron tí. Con xin hết ạ. Rồi. Mời Phật tử An Trần ạ. Dạ thưa sư, con xin chia động từ cá rô tí thì hiện tại. Ngôi thứ nhất, số ít, á hăng cá rô mí. Số nhiều, má giăng cá rô má. Ngôi thứ hai, số ít,
toàn cá rô xí, số nhiều, trong hai cá rô thác. Ngôi thứ ba, số ít, số cá rô tí, số nhiều, tê, cá rôn tí. Dạ thưa sư, con xin hết. Rồi. Mời Phật tử Hương Nguyễn. Dạ thưa sư, con xin chia động từ cá rô tí thì hiện tại. Ngôi thứ nhất số ít, á hầm cá rô mí, số á nhiều. Chỉ đó đọc á hăng chứ không phải là á hầm. Dạ con đọc lại ạ. Á hăng cá rô mí, số nhiều, má dăng cá rô má. Ngôi thứ hai số ít, toàm cá rô xí, số nhiều, tùm hê cá rô thá. Ngôi thứ ba số ít, sô cá rô tí, số nhiều, tê cá rôn tí. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phương Ti ạ. Dạ con xin chia động từ cá rô tí thì hiện tại. Ngôi thứ nhất á hàm, ngôi thứ nhất số ít á hàm cá rô mí, số nhiều mai răng cá rô má. Ngôi thứ hai số ít tài quanh cá rô xí, số nhiều tôm hê cá rô thá. Ngôi thứ ba số ít sô cá rô tí, số nhiều tê cá rôn tí. Dạ con xin hết. Rồi con Phật tử Sa Nguyễn. Dạ thưa sư, con xin chia bản động từ cá rô tí thì hiện tại. Ngôi thứ nhất số ít là á hăng cá rô mí, số nhiều là má dăng cá rô má. Ngôi thứ hai số ít là thoăn cá rô xí, số nhiều là thum hê cá rô thá. Ngôi thứ ba số ít là sô cá rô tí, số nhiều là thê cá rôn tí. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Rồi. Mời Phật tử Phùng Điệp. Dạ thưa sư, con xin chia động từ cá rô tí thì hiện tại. Ngôi thứ nhất số ít, á hăng cá rô mí, số nhiều là má dăng cá rô má. Ngôi thứ hai số ít là toan cá rô xí, ngôi thứ hai số nhiều là tum hê cá rô thá. Ngôi thứ ba số ít là sô cá rô tí, số nhiều là tê cá rôn tí. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Rồi, xin mời Phật tử Nguyên Lê ạ. Dạ thưa sư, con xin chia động từ cá rô tí thì hiện tại. Ngôi thượng số ít á hăng cá rô mí, số nhiều má dăng cá rô má. Ngôi chung là băng cá rô xí, số nhiều là tâm hê cá rô thá. Ngôi sơ là số ít là sô cá rô tí, số nhiều là tê cá rô tí, cá rôn tí. Dạ thưa sư, con hết. Xin mời Phật tử Huyền. Dạ thưa sư, con xin chia động từ cá rô tí thì hiện tại ạ. Ngôi thứ nhất số ít a hằng cá rô mi, số nhiều ma yằng cá rô ma. Ngôi thứ hai số ít bằng cá rô xí, số nhiều tung hề cá rô tha. Ngôi thứ ba số ít sô cá rô tí, số nhiều tê cá rôn tí. Con xin hết ạ. Rồi, tỏ. Xin mời Phật tử Chan Đá Nguyệt. Dạ thưa sư, con xin chia động từ cá rô tí thì hiện tại. Ngôi thứ nhất số ít a hằng cá rô mí, số nhiều ma dăng cá rô má. Ngôi thứ hai số ít toàn cá rô thí, số nhiều tum hê cá rô thá. Ngôi thứ ba số ít sô cá rô tí, số nhiều tê cá rôn tí. Dạ sư sư, con xin hết ạ. Rồi, đó. Mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Ngôi thứ nhất số ít á hằng cá rô mí, số nhiều má dăng cá rô má. Ngôi thứ hai số ít tăng cá rô xí, số nhiều tâm hê cá rô thá. Ngôi thứ ba số ít sô cá rô tí, số nhiều tê cá rôn tí. Dạ con xin hết. Rồi. Dạ thưa sư, đã hết rồi ạ. Bây giờ hôm nay là mình đã học kết thúc 4 bản chia của thầy hiện tại.
cho nên mình sẽ ôn lại một tí phần bốn bảng chia này ha, bốn bảng chia này để xem các phần tử mình còn nhớ hết bốn bảng chia. Giờ mình sẽ ôn lại bốn bảng chia. Bốn bảng chia, đây là bảng chia đầu tiên, bảng chia của động từ bất chi tí thì hiện tại. Bây giờ giờ mình sẽ tập chia lại bảng chia này bằng cách là mình chọn một động từ nào đó ngoài động từ bất chi tí là động từ tương từ để mình chia cho cái bảng chia này thử để coi xem mình còn nhớ hay không. Bây giờ ai chia được mình chia thử, ai chia được giơ tay lên, xin không hướng dẫn nữa tại bảng chia này đã học rồi. Ai chia được giơ tay lên để chia. Chia động từ bất chi tí. À, động từ bất chi tí, mình chọn động từ nào đó giống động từ bất chi tí để chia. Bất chi tí là đi bộ. Bất chi tí rồi chia đi. Xin mời Phật tử Nguyên Lê. Ủa, con nói ác chắc tí mà con lệ đâu phải phương ti á. Rồi ai chia ra người nè? Con chia động từ chắc ác tí. Lại gì chắc nó nghĩa thôi. Chắc ác tí là đi bộ. Chắc ác tí hả? Dạ. Rồi. Chắc ác tí đi bộ. Còn cái đi đến là gác chắc tí là khác nhau phải không Sư? Ừ, đi đến khác nhau. Rồi chia. Chắc gác tí, à, ngôi thứ nhất, á hàm. Chắc gắt đọc á hằng chứ không phải là á hằng. Á hằng, á hằng chắc gắt ta mi mấy giờ ta nè, đọc lại chữ đó thôi. Á hằng cha ram mi, cha ram mi đúng rồi. Dạ, cha ram mi số ít, số nhiều là mấy dân cha ram má. Ngồi thứ hai số ít tai quan cha ra xí, số nhiều tum hê cha ra thác. Ngồi thứ ba số ít so cha ra tí, số nhiều tê cha răng tí. Chá nè, cha răng tí, cha răng tí, cha răng tí. Rồi mọi người thứ hai đi. Phật tử Nguyên Lê chọn động từ. Dạ con chọn động từ khóc là rô đa tí. Rồi rô đa tí. Là dạ là ngôi thượng là a hằng rô đa mi. Đọc ngôi thứ nhất đi, đọc ngôi thứ nhất đi. Ngôi thượng là số ít là a hằng. Ngôi thứ nhất, đọc ngôi thứ nhất. Ngôi thứ nhất là ngôi thứ nhất là số ít là a hằng. Rô đa mi. Dạ, số nhiều là ma răng, rô đa má. Rồi, ngôi chung là toan, rô đa xí. Ngôi thứ hai. Dạ, ngôi thứ hai, số ít là toan, rô đa xí. Và số nhiều là tôm hê, rô đa thá. Ngôi sơ là số ít là sô, rô đa tí và số nhiều là t rô đan tí. Nếu dạ. Mình đọc ngôi sơ, ngôi trung, ngôi thường á, làm đọc từ trên xuống. Dạ. Còn nếu mình đọc ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba, đọc từ dưới lên. Nha. Dạ dạ. À, rồi mọi người tiếp theo. Dạ mời Phật tử Nguyễn Hảo Nguyễn. Dạ thưa sư. Con xin chia động từ quá đá tí là nói ạ. Rồi, quá đá tí. Dạ. Ngôi thứ nhất số ít. Á hằng quá đa tí. Quá đa mí. Quá đa mí. Á hằng quá đa mí. Má văn quá đa má. Ngôi thứ hai số ít. Toan quá đa. Quá đa mí. Quá đa xí. Số nhiều tum hê quá đa thá. Ngôi thứ ba số ít, số quá đa tí, số nhiều quá đa tí, số nhiều tê quá đan tí. Dạ con xin hết ạ. Dạ, tao.
Mời Phật tử Trần Văn Điền ạ. Dạ thưa sư, con nói chủ động từ quan đa tí là đảnh lễ à. Rồi, quan đa tí. Dạ, dạ, dạ con xin đào à. Con thứ nhất, A-han, quan đa mí. Số nhiều má danh, quan đa má. Câu thứ hai, số ít tăng, quan đá xí. Số nhiều tôm hê, quan đá thá. Câu thứ ba, số ít, số quan đá tí. Số nhiều tê, quan đan tí. Giờ con xin thấy à. Bây giờ mình sang động từ thứ hai. Động từ này như đây được rồi, bây giờ mình sang động từ thứ hai. Sang bảng thứ hai nha. Sang bảng thứ hai. Chờ xin tí. Tại vì sang bảng thứ hai nó không chịu. Rồi sang bảng thứ hai nha. Bảng thứ hai là bảng bằng E. Bảng bằng E, bây giờ ai chỉ bảng bằng E thử coi. Dạ, xin mời sư cô tấm biểu hiện. Chọn động từ dạng bằng E nha. Dạ thưa sư, con xin chọn từ là Pa Lê Tí, có nghĩa là hộ trì á sư. Rồi, Pa Lê Tí. Dạ. À, dạ, ngồi thứ nhất, số ít là Á Hằng Pa Lê Mí. Số nhiều là Má Văn Pa Lê Má. Ngồi thứ hai, số ít là Toàn Pa Lê Xí. Số nhiều là Tùm Hề Pa Lê Thá. Ngồi thứ ba, số ít là Sô Ba Lê Tí. Số nhiều là Tê Ba Ba Lên Tí. Dạ con xin hết ạ. Dạ. Mời Phật tử Thanh Trà. Thưa sư, con xin chia đồng tư là Bù Chế Tí ạ, là dân của Dương ạ. Rồi tốt. Con xin đọc luôn ạ. Rồi, đọc đi. Dạ, ngôi thứ nhất số ít là A Hằng Pu Chê Mi. Số nhiều Ma Dăng Pu Chê Ma. Ngôi thứ hai số ít Tăng Pu Chê Si. Số nhiều Tông Hề Pu Chê Tha. Ngôi thứ ba số ít Sô Pu Chê Ti. Số nhiều Tê Pu Chê Ti. Rồi, giỏi. Giỏi quá. Xin mời cô tu nữ dự bảo ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc chia động từ Ni Mạnh Tề Tí là mời. Rồi, Ni Mạnh Tề Tí. Rồi thứ nhất số ít Á Hằng Ni Mạnh Tề Mí. Ni Mạnh Tề Mí. Ni Mạnh Tề Mí. Số nhiều Má Giang Ni Mạnh Bề Má. Ngôi thứ hai số ít bằng Ní Măng Tề Xí. Số nhiều Ní Măng Tề Thá. Tùm Hề Ní Măng Tề Thá. Ngôi thứ ba số ít Sô Ní Măng Tề Tí. Số nhiều Ní Măng Tèn Tí. Con xin hết. Rồi, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bạch sư, con chọn là động từ U Đế Tí là mặt trời. Cái gì động từ gì? U Đế Tí mặt trời. Cái gì hả? Là mọc lên á. U Đế Tí. Dạ mặt trời. Là mọc lên á, nó bắt mặt lên. Dạ mặt trời mọc lên. Mọc ngoài sư. Mọc. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Ngôi thứ nhất số ít Á Hằng U Đê Mí. Số nhiều Má Văn U Đê Má. Ngôi thứ hai số ít Toàn U Đê Xí.
số nhiều tôm hê ú đê thá. Ngôi thứ ba số ít sô ú đê tí, số nhiều là tê ú đen tí. Dạ bà sư con xin hết ạ. Rồi còn ai nhớ về động từ nào nữa không? Còn nữa, dạ, mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ thưa sư, con xin chia động từ Lý Mạnh Tê Tí là thỉnh mời ạ. Rồi, Lý Mạnh Tê Tí. Rồi. Thưa sư, con xin chia động từ Lý Mạnh Tê Tí thì hiện tại ngôi thứ nhất là số ít Á Hăng Lý Mạnh Tê Mí, số nhiều Má Răm Lý Mạnh Tê Má, ngôi thứ hai số ít Phăng Lý Mạnh Tê Xí, số nhiều Tùm Hê Lý Mạnh Tê Thá, ngôi thứ ba số ít Sâu Lý Mạnh Tê Tí, số nhiều Lý Mạnh Tên Tí ạ. Dạ thưa sư chị hết. Rồi bây giờ chia bảng thứ ba nha, chia bảng thứ ba, bảng thứ hai nhiêu đó được rồi, giờ bảng thứ ba. Mỗi một bản ôn vài người gì được rồi. Rồi bản thứ ba, ai chia bản thứ ba được chia thử nha. Chọn đồng thời chia thử. Mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ thưa sư, con xin chia động từ Suna Tí ạ. Rồi Suna Tí. Dạ. Ừ, dạ, cái này là tách chữ N chấm dưới không được. Dạ. Rồi cứ dạ. Chia đi ha, chỉ đã chữ N chấm dưới đi, chữ N ở đây tách chữ N chấm dưới không được. Dạ thưa sư con xin chia. Ngôi thứ nhất số ít Á Hăng Suna Mí, số nhiều Má Văn Suna Má, ngôi thứ hai số ít Toàn Suna Xí, số nhiều Tôm Hê Suna Thá, ngôi thứ ba số ít Sô Số Na Tí, số nhiều Tê Số Năn Tí. Dạ con xin hết ạ. Rồi rồi Phật tử Thanh Hoàng. Dạ thưa sư, con chia từ Gia Na Tí ạ. Là rồi, biết ạ. Rồi ngôi thứ nhất Á Hăng Gia Na Mí, số nhiều Má Răng Gia Na Gia Na Má, ngôi chung Quang Gia Na Xí, số nhiều Tum Hê Gia Na Thá. Thá thưa sư, trình chiếu màn hình sư ơi. Dạ thưa sư. Dạ, thưa sư. Hơi khó. Ngôi sơ Sô Gia Na Tí, số nhiều Tê Gia Na Tí. Dạ con xin hết ạ. Ủa sao vậy? Đang có màn hình mà. Không có ạ, không có. Sao không có Gia Na Tí? Dạ thưa sư, trình chiếu màn hình lại sư ơi, không có màn hình. Không có hả? Không thấy có. Dạ con thấy có mà sư. Dạ thưa sư hả? Có. Dạ có. Dạ có, vẫn có màn hình ạ. Có hả? Dạ có. Thấy rõ mà. Dạ cái con bài. Xin hết ạ. Rồi mọi người tiếp theo. Là Phật tử Phương Phi ạ. Dạ con xin chia cái động từ Papu Na Tí. À Papu Na Tí. Dạ. À, ngôi thứ nhất số nhiều Á Hăng Búp Bù Nam Mỹ, may số nhiều May Dân Pháp Bú Nam Mát, ngôi thứ hai số ít Tây Hoành Pháp Bú Na Xí, số nhiều Tum Hê Pháp Bú Na Thá. Ừ. Ngôi thứ ba số ít
số bắc bú na tí số nhiều t bắc bú nam tí dạ. À, bắc bú nam tí rồi đó. Ở trên dạ. Đây chữ N chấm dưới sẽ đánh không được nha. Không biết sao. Dạ, dạ. Mà Phật tử An Trần à? Sư mới đánh chữ à, có dấu anh à, ở dưới sư, sư phải đánh rồi nó ra sư. Dạ thưa sư, con xin chia động từ Parisanati liễu tri. Ngôi thứ nhất. Dạ. Dạ. Ngôi thứ nhất số ít A hằng Parisanami số nhiều Mayang Parisanama ngôi thứ hai số ít Toàn Parisanasi số nhiều Tân Hê Parisanatha ngôi thứ ba số ít So Parisanati số nhiều T Parisananti. Dạ thưa sư con xin hết. À có. Nhớ được các phần từ này rất hay. Xin mời Phật tử Thanh Trà. Thưa sư con xin chia đồng từ Afichanati ạ. Thẳng kỳ ạ. À thẳng kỳ ạ. Rồi có. Và ngôi thứ nhất số ít A hằng Afichanami. Số nhiều ma dằng Afichanama. Ngôi thứ hai số ít Tăng Afichanasi ngôi thứ hai số nhiều Tum Hề Afichanatha ngôi thứ ba số ít So Afichanati số nhiều T Afichananti. Thưa sư con xin hiểu ạ. Dạ rồi. Các tử mình thấy mình học đến khi mình hiểu rồi rất có lợi cho mình thấy không? Chỉ cần một chia được một động từ thôi là chúng ta có thể áp dụng được nhiều động từ vào trong đó. Chỉ cần mình hiểu bài thôi mình có thể chia được. Rồi được dạ. Dạ thưa sư là sư chuyển lại dùm cái line thứ tư đó sư. Tự nhiên sao con thấy nó chuyển sang màn hình là e tí lại rồi ạ. Ừ. Sư cái màn hình nó hiện lên từ DC tí lại rồi thưa sư. Nó có nãy gì còn nguyên mà. Ủa sao ở trên màn hình của con nó lại hiện lên là từ E tí chứ không phải là từ A tí à? Thưa sư ơi, màn hình của con nó có thua. Cha na tí. Thưa sư, màn hình của con nó thua không có gì hết sư ơi. Thấy A cha na tí, sư vẫn còn cha na tí mà. Ờ vẫn bình thường mà. Dạ đúng rồi, cha na tí. Màn hình của con bị sao á? Chị coi cái màn hình của chị lại á, chị coi cái máy của chị lại á. Tại vì cái đường truyền nhiều khi nó bị nhiễu. Bị đường truyền á, do đường truyền có dạ. Tử nó cha đây là con cũng không có nhìn thấy được luôn sư. Con bên con cũng không nhìn thấy được luôn sư ơi, cứ thui đang thui à. Do đường truyền á, tại ở đây ta đâu cử động gì đâu. Với lại một số người nhìn thấy được là do chứng tỏ là do của các tử. Rồi bây giờ ôn lại đồng từ cái rô tí nãy luôn nha. Dạ. Cái rô tí nãy luôn, coi như các tưởng hiểu bài khá tốt. Vậy là mình hôm nay lớp nghỉ học bài buổi như vậy nhưng mà lớp vẫn nắm bài khá tốt. Cố gắng nha. Giờ thử coi đồng từ cái rô tí coi có nhớ được đồng từ nào thành cùng bằng ô không? Xin mời Phật tử Sa Nguyễn. Sang chợ xin tí thì sang bên này không có gì đây. Rồi có chọn từ nào bằng ô được không, chọn thử coi. Dạ chưa à, con còn đang chọn động từ của A là xuống xuống na tí là đã nghe hồi xưa đây. Cái na tí đã qua rồi, bây giờ mời người khác đi. Dạ. Còn được động từ bằng ô không? Dạ chưa à. Còn không thì chia sẻ chữ cá rô tí đi. Sang Nguyễn chờ chọn cá rô tí đi, chia đỡ cá rô tí đi.
rồi dạ. Ai khác chọn động từ khác. Dạ 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 thưa sư, con xin chia động từ cá rô tí. Ngôi thứ nhất số ít là á hăng cá rô mí, số nhiều là má dân cá rô má. Ngôi thứ hai số ít là cá rô xí. Số nhiều là thum hê cá rô thá. Ngôi thứ ba số ít là sơ cá rô tí, số nhiều là thê cá rô tí. Dạ sư sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin chia từ gia cá rô tí. Cá rô tí có chọn từ nào khác không? Có chọn được từ nào khác không? Dạ dạ không. À, xin cho động từ nè. Dạ sư cho con động từ. Rồi. Sát cô tí. Dạ động từ sát cô tí. Ngôi thứ nhất số ít á hằng sát cô mí. Số nhiều má dân cá rô má sát cô má. Ngôi thứ hai số ít thân sát cô xí. Số nhiều tâm hê sát cô tháp. Ngôi thứ ba số ít số sát cô tí. Số nhiều đề sát con tí. Động từ ở dạng bằng ô này thì nó không nhiều đó, chỉ nó chỉ 5-3 động từ thôi. Nhưng mà Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bà sư, con xin chia cái động từ ta nô tí. Tá nô tí. Ta nô tí. Ta nô tí. Dạ, tá nô tí. Giỏi. Rồi. Dạ bà sư, ngôi thứ nhất số ít là tá nô tí. Tá nô xí. Tá nô mi. Dạ tá nô mi. Số nhị á hăng tá nô mi. Và sơ con xin chia lại. Ngôi thứ nhất số ít á hăng tá nô mi. Số nhiều má dân tá nô má. Ngôi thứ hai số ít toan tá nô xí. Số nhiều là tâm hê tá nô tá. Ngôi thứ ba số ít là sô tá nô tí. Số nhiều là tê tá nôn tí. Rồi, dạ bà sư. Rồi. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bạch sư, con xin chia động từ hô tí. Hô tí hả? Rồi chia đi. Dạ con xin chia. Ngôi thứ nhất số ít á hằng hô mí. Số nhiều má dân hô má. Ngôi thứ hai số ít tăng hô xí. Ngôi thứ hai số nhiều tâm hê hô thá. Ngôi thứ ba số ít sô hô tí. Số nhiều tê hôn tí. Dạ con xin hết ạ. Cái động từ hô tí này thì không biết có chia được cái bản này hay không. Tại động từ hô tí này nó dạng động từ bất kỳ tắc. Nhưng mà cứ tạm đi, ở thời hiện tại thì cứ tạm nó. Nhưng mà ở thời quá khứ thì không được. Thời quá khứ nó có một cái bản chia riêng. Thời hiện tại sư chưa thấy nó. Mà cứ tạm nó đi. Tại chưa thấy thì cứ giải đỡ nó. Dạ. Cảm ơn sư. Rồi. Mình còn một động từ nữa có thể sử dụng được. Như là số nô tí. Số nô tí chữ N ở trong dưới. Chữ N để sư viết không được. Dạ vú nô tí hả sư? À vú nô tí hả? Vú nô tí có nghĩa đang là gì? Dạ nghĩa là đang. À đang. Dạ. Thưa sư, từ garu karo tí nè. Garu karo tí nè. Tôn trọng. À garu karo tí là cung kính đó hả? À. Sát cô tí nữa là có thể. Dạ còn từ cá rô tí là làm nữa sư. Cá rô tí mình có rồi. Chia rồi.
chia đi anh, chia đi. Xin mời Phật tử mang cái lá mang đi. Dạ thưa sư, con chia động từ vốn ngô tí á sư. Rồi. Dạ ngôi thứ nhất, số ít á hằng vốn ngô mí, số nhiều má văn vốn ngô má. Ngôi thứ hai, số ít toàn vốn ngô xí, số nhiều tôm hê vốn ngô thá. Dạ ngôi thứ ba, số vốn ngô tí, số nhiều tê vốn non tí. Dạ thưa sư cô xin hết. Đó, giỏi. Mời Phật tử Thanh Hoàng. Dạ thưa sư, con chia từ garu tí ạ. Ngôi thứ nhất á hăng garu caro mí, ngôi số nhiều má dăng garu caro ma, ngôi thứ hai tăng garu caro si, số nhiều tung hê ra garu caro tha, ngôi thứ ba so garu caro ti, và số nhiều là t caro garu caro ti ạ. Rồi đó. Rồi vậy mình tạm bao nhiêu đây ha, coi như bốn dạng động từ là các tử mình đã ứng dụng được hết, coi như là mình đã thuộc bài đó. Dạ thưa sư, còn một Phật tử nữa xin được đọc. Rồi, đọc luôn đi, đọc. Xin mời Phật tử Thanh Trà. Thưa sư, mình chia động từ vi da cà rô tỉ giống là sư. Vi da cà rô tỉ ạ, động từ phiên đoạn ạ. Nào, da cà rô tỉ hả? Đúng rồi, hay quá, nãy giờ quên cái động từ đó. Thưa sư, con xin chia. Ngôi thứ nhất số ít a hằng vi da cà rô mi, số nhiều ma dăng vi da cà rô ma. Ngôi thứ hai số ít toàn vi da cà rô si, số nhiều tum hề vi da cà rô tha. Ngôi thứ ba số ít so vi da cà rô ti, số nhiều tê vi da cà rô ti. Con xin hết ạ. Rồi tốt, nhớ được động từ đó nữa thì mình thêm được một động từ nữa, coi như mình cũng có khoảng có 10 động từ. Còn thật ra còn một số động từ dạng động từ ghép với cà rô tí đó. Dạ, còn một số động từ đó các tưởng thấy nó xài dạng ghép, ví dụ garu cà rô tí, via cà rô tí, nó ghép với dạng cà rô tí đó mình có được một số. Dạ rồi, coi như mình kết thúc buổi học ở đây ha, coi như là mình đã xong phần thầy hiện tại với bốn dạng động từ. Rồi bài sau nữa thì mình sẽ có các thầy mới nữa. Rồi xin chúc mừng các Phật tử coi như là đã học xong được phần thì hiện tại với bốn dạng động từ. Rồi cố gắng, nếu mà ai đã hiểu rồi thì cố gắng chia qua chia lại cho nhớ ha, nhớ. Tại vì mình chỉ lâu lâu mình mới ôn lại được một lần, chứ mình không có ôn hoài tại mình đâu có thời gian. Học trên đây mình không có thời gian, cứ học bài mới tái, không có thời gian nhiều ôn cho các Phật tử mình. Rồi giờ mời lớp nghỉ ha, để mình buổi tới thì mình sẽ bắt đầu sửa bài tập số 6 về coi bài tập trước, thì tới mình sẽ đọc rồi mình sửa bài tập. Phát huy bàn tay. Rồi mời cô Phước Duyên lên cầm mic để tiếp tục cho chương trình. Dạ, buổi học đến đây đã kết thúc ạ. Chúng con xin kính tri ân sư đã dày công giảng dạy cho chúng con ạ. Xin kính chúc sư được nhiều sức khỏe, sự an vui và thành tựu trên con đường tu tập của mình ạ. Và bây giờ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo để đọc thầy kinh hồi hướng. Xin mời cô. Dạ. Sư con xin thay mặt học viên ở trong lớp học xin đọc bài kinh hồi hướng đến chư thiên. Akasatha chathamatha devanaga mahitika bunyang no anumodantu chirang rakhantu sasanang. Akasattha cha pammatha deva naga mahitika bunyang no anumodantu chirang rakkhantu no garu. Akasattha cha pammatha deva naga mahitika bunyang no anumodantu chirang rakkhantu nyatayo. Akasattha cha pammatha deva naga mahitika
bốn nhang no anumo dan tu chi rang ra kan tu pa ni no akasatha cha phamma tha devanaga mahitika bốn nhang no anumo dan tu chi rang ra kan tu no sada y đăng qua tâm ê bốn nhang a sa qua kha ya qua hang hon tu anaga te ka le sa thú sa thú sa thú. Dạ, buổi học giúp đến đây là kết thúc hoàn mãn. Dạ, xin kính mời lớp nghỉ và gặp lại quý vị vào thứ năm lúc 7:30. Dạ, tụi con xin xin sư. Dạ, dạ, chúc sư ngủ ngon. Sư ngủ ngon. Con kính nha. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, con kính tri ân sư. Thank you.